làm gì đấy? Táo à? Không, 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 không phải táo, táo. Xuống, à, xuống trâu, xuống trâu. Ôi trời, biến mạnh đấy. Xuống trâu. Ở đây rồi, ở đây rồi. Nhìn bên này nhá. Anh em với con xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì anh em với con sẽ trời nắng rất là to. Sau một cơn mưa thì bây giờ trời đã nắng rất là to. Thì anh em với con sẽ hôm nay sẽ chia ra làm hai đội. Dũng với Huy đi một nơi, còn con là Phương với Nam với con đi một nơi để tìm. Hôm nay là sẽ tìm xem rắn nó phơi nắng, xem có loại rắn nào nó ra nó phơi nắng để anh em với con bắt. Mà hôm nay chúng con sẽ đi tìm, mọi người hãy đi theo chân anh em với con để tìm rắn. Áo ơi, cái này nghe rộng lắm này, nhưng mà cũng hơi nắng đấy. Đây là rắn sắt đấy, là nó nằm nó thì có những cái màu lá thì rất khó, rất khó phát hiện. Đi. Được, được, được con ơi, Nam ơi. Được con ơi. Được, được một con ơi. Đấy, đấy, thấy chưa, thấy chưa. Thấy chưa, thấy chưa. Bắt được chưa? Đây, bắt được rồi. Ôi, ui, con đấy. Trời, rắn sao chứ. Ráo, 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 ráo vàng. Ráo vàng, ráo vàng. Đấy, ráo vàng đấy mọi người. Nó to đấy. Đấy mọi người. Đấy. Rắn cứ ra phơi nắng này. Cứ nằm vắt vẻo à. Mà cái nơi mà không nhanh là nó sẽ dậy xuống cái là mất luôn này. Ừ. Mẫn vô hình vân thật bảo chứ không. Thì có ông bay đàng. Ừ. Ông đàng. Nam thiếu nào chứ được một con rồi Nam ơi. Rắn à? Rắn à? Một đẹp. Ôi trời, vô giỏi phết đấy. Nhưng mà hơi bé. Bé quá. Ôi trời. Cái này to rồi. Cùng một tròn. Cùng một tròn này. Bé quá. Sao con này nó không to to nhỉ? Đấy. Giáo này nó có to lắm đâu. Nó giáo này không to. Nhìn mới đây em thực xuống châu con. Ôi trời. Giáo. Nhìn cứ thực xuống châu. Cho túi, cho túi. Chắc đội đằng kia chắc chưa biết được. Thử mò lên đấy đi. Tí nữa, tí nữa. Dưới này tìm đã, tìm cuối. Xa ra cái dễ kia sẽ nào. Hết cái dẻo đi, hết cái dẻo này đã. Xem có con nào đâu, bắt nốt. Còn con nào bắt nốt. Kiểu nó làm phơi cho nó gần kẹo nước nữa. Ờ. Đấy. Cây kia rất, cây kia rất đẹp. Cái cây đấy. Có cái cần câu đây nha. Đấy là có cái cần câu đây nhỉ. Cần câu người ta cụ cả. Ừ. Ủa cái gì đấy anh ơi. Gì đấy. Gì. Đâu. Chuột rồi. Mất rồi. Mất rồi. Ủa phí thế. Ủa. Chắc
chạy nhanh quá. Giáo à? Giáo, giáo chạy nhanh quá. Đúng đây làm giáo nhỉ? Giáo chạy nhanh quá. Ủa rậm này, chỗ này nó lên nó phơi chạy nhanh quá. Căn bản là mình chạy mình chạy hơi mạnh. Mình chạy mạnh từ từ thôi, bình tĩnh thôi. Mình lại nóng ruột nữa chứ. Đây, đang mắc ở trên này. Ngày này là nắng. Dễ này, hôm qua vừa mưa xong nên là nó ra nó phơi nắng rất nhiều. Tiếc quá, còn đi tổ. Còn giáo này to lắm. Nên là nó nhanh. To nhanh. Ờ. Ủa dưới đây đầy hàng này hay nó xuống hang rồi? Hả? Hay nó xuống hang rồi? Không. Chỗ này rậm nó phì ghê lắm. Rừng này nó rậm. Cái dễ này nó rậm. Dễ này nó rậm nên là nó phì ghê. Nó vào hàng hết rồi. Cái gì nhỉ? Tiếng gì nhỉ? Ôi, cái gì đấy? Cái gì nữa? Giá vàng, giá vàng, giá vàng, giá vàng. Đấy rồi. À, bướm này. Nó đang cuốn cây à? Thật anh ơi, nó đang cuốn cây đấy. Nó chạy đúng bướm chứ. Anh thả cái đuôi ra túng. Thả cái đuôi ra để nó chui cái đầu ra thì không mà túng. Được. Thế là được 3 em rồi. Nãy chú vừa một trượt mất 1 con nữa. Không thì được 4 con. Ngon rồi. Bọn này về làm chín giòn để ngon lắm. Đấy. Đấy. Nó cuốn cây, nó cuốn cây. Nó cuốn cây đây mọi người. Cuốn chặt luôn. Đấy. Hôm nay anh em đi được rất lành này. Ba con rắn giáo rồi. Ba con rắn giáo. Giáo này rất là béo này. Giáo đây nó bé bé nhỉ. Con này to nhất này. Con này to nhất. Con bắt được con này to nhất. Núng ở kia con kia nó chỉ nhìn nó đẹp này, nó có bóng lộn đẹp con này to. Nó một tí. Nó cũng chỉ nhìn hơn con này thôi. Nhìn lúc nãy ấy. Nên là bọn này nó mà xuống nhanh là ấy đi, cất đi. Nó mà xuống ấy cái là khó. Khó bù lắm. Nãy chú cháu mình vô cũng nghe thấy tiếng anh Huy và Dũng như gọi cháu mình về nhỉ? Hình như ở trên đỉnh cái đồi kia kìa. Chắc là cháu này có rắn gì ấy. Thế là anh em mình chạy đấy đi. Để nó lên đấy đi. Cái gì đấy? Giáo à? Không không phải giáo. Xuống trâu. Biết mạnh đấy. Xuống trâu. Ở đây rồi. Đây. Ấy. Kia. Luôn. Ôi. Cái kia được 3 con giáo rồi. Cái kia được 3 con giáo rồi. Cái này bắt được 2 con rồi. Cái con này đằng kia rồi. Cái giáo á? Vâng. Giáo á? To. Kia này kìa. Bé lắm. To. Cái giáo sao được này bé thế nhỉ? Tôi giữ nhau được 3 con. Nhiều nhỉ, nhiều. Đây nó bé, nó không to. Ờ. Con kia cao không bắt được. Ồ. Đưa cho túi đây anh ơi. Ừ. Cho nó ngủ cùng ở đây nghe. Mấy anh em ở dưới kia mà cứ đấy ầm nó cứ tưởng ai. Không biết ai. Không phải chỉ sợ nó đâu. Không biết được cây nào nó sang cho cái cây khác ấy. Cho nó làm ở đây cùng bọn nó. Nó vào đây làm cùng coi. Thế vậy. Vào đây này. Không tí em sang lấy đồ nghỉ thì đã. Tí em cho xem hai con. Hôm nay nắng lên là rắn nó ra. Thôi dưới kia. Anh em đi. Ba con à? Ba con. Bé. 4 con thì mất 1. 4 con vừa trượt mất 1. Vừa trượt mất con. Trượt á? Vừa trượt mẹ mất 1 con.
Nhớ thật đấy. Nó chỗ rộng mà lại nó rộng quá mấy, hai nữa là mình phản xạ mình chạy. Căn bản cái chỗ ý là nó chỉ có động phát là nó nhảy xuống là mất luôn. Cái bọn rắn rừng ở dưới nó lắm bụi. Nhanh lắm. Quá mình chạy. Mẹ cháu mình trượt mất một con kia nó cao trèo lên nó phi xuống đất chạy mất. Trượt phát mà vừa không thấy đầu nữa. Mà nó giỏi nhỉ, nó ở trên ngọn cái keo mà nó nhảy từ trên đi xuống mà nó không có gì nhỉ. Đấy, hôm nay mày Huy trèo lên cái nó rơi bỏ xuống chuột mất luôn. Nên rắn này nó bé bé kiểu gì rừng. Nó mà động phát là nó phi một phát từ trên ngọn xuống luôn. Thế thôi. Nó không chuẩn cái kiểu. Nó là thuộc hệ ráo ở trên cây, còn ráo nước của nó to hơn. Cái này là to rồi. Phải là anh em mình đi thêm tìm thêm tí nữa để đi. Đó đi, anh đi đây. Thì em ra lấy mấy con rắn kia nhé. Đấy đi xong rồi. Đi vòng vào đây tìm. Ê, cậu bú đi em ra, đợi em nhé. Đi nhau ra đi lại anh. Tranh thủ lúc trời nắng thì anh em mình đi đồ đâu nhé. Lấy đồ, lấy cái gì đi. Đâu rồi? Chú tâm xẻng. À đợi.